Dạ em chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối an lành. Rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu đến đây mình cùng dự một buổi thiền. Mình đã dũng cảm bỏ hết mọi thứ xung quanh đến đây để tìm cái phương pháp an lành, và có những vị rất là xa, ví dụ chị này ở tận nước ngoài về. Dạ, thế thì rất là quý báu. Thì buổi một Khải Toàn chia sẻ phương pháp thiền. Buổi một của mình là phương pháp thiền. Phương pháp thiền buổi một của mình là theo dõi hơi thở. Và trước khi mình ngồi thiền á, thì mình nên massage cơ chân của mình. Mình nên lấy hai tay mình xoa chân để cho máu và cơ nó lưu thông, để giảm ê chân. Mình có thể ngồi xếp bằng, nếu mà ai có vấn đề về chân ngồi giãn chân cũng được. Nhưng mà cái tư thế xếp bằng và cái tư thế ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, cái tư thế ngồi thiền giúp khí huyết lưu thông phần trên nó tốt hơn. Mình ngồi tăng của mình nó dễ định. Thì ngồi thiền là một cái tư thế thôi, chứ thiền ở đây là mình tu tâm chứ không phải là tu thân. Nhưng mà thân của mình nó định rồi, nó tịnh rồi thì mình dễ có an tịnh hơn. Ai gác một chân lên thì mình ngồi là bán kiết già. Dạ, ai quen rồi, ai dẻo thì ngồi bán kiết già. Ngồi lâu rồi cái kiểu ngồi này thì nó rất là tốt cho cái cuộc sống của mình. Lưng thì mình thẳng vừa phải, đừng có cố thẳng, đừng có cố quá. Thì cái phương pháp buổi thiền đầu tiên là cái phương pháp là theo dõi hơi thở. Thì cái buổi thiền hôm nay của mình là ứng dụng thiền vào đời sống. Thì cái phương pháp thiền hôm nay của mình là quán về cơ thể. Có nghĩa là mình cảm nhận từng bộ phận cơ thể của mình trong lúc thiền. Mình quán về thân, mình quán về đầu, mình quán về mắt, tai, mũi, lưỡi. Mình quán về những cái bộ phận nào mà nó đang hoạt động tốt lẫn không hoạt động tốt. Ví dụ như chị có vấn đề về nhức đầu, thì mình phải tìm một cái cảm giác mình xoa dịu đó. Thì cái buổi thiền thứ hai của mình là mình cảm nhận cơ thể của mình. Bình thường mình không có đủ thời gian và đủ sự tập trung để mình cảm nhận. Bình thường thì mình cơm áo gạo tiền. Thì bây giờ mình chịu khó mình ngồi xuống tĩnh lặng. Trong những lúc ngồi thiền á, tai của mình rất là thính. Cái giác quan, cái trực quan, cái xúc quan của mình nó vô cùng nó thính. Thì mình ngồi thiền, khi mình ngồi thiền thì mình cảm nhận rõ được cái cơ thể của mình. Thì cái chủ đề của buổi thứ hai là mình quan sát cơ thể của mình. Thì Khải Toàn nhắc lại chị mới vào là mình massage chân, mình mặc đồ thoải mái, quần không nên quá chật. Mình ngồi chật một hồi mình khó chịu ở bụng. Mình ngồi xếp bằng, mình ngồi gác chéo, mình ngồi sao cũng được, nhưng mà mình nên massage hai chân. Lưng thẳng vừa phải. Là bây giờ chúng ta bắt đầu thiền nháp 5-10 phút. Thì bây giờ Khải Toàn nhắc lại ha. Mình từ từ mình nhắm mắt lại, xong rồi mình theo dõi, mình quan sát toàn bộ cơ thể của mình theo một cách tự nhiên thôi. Mình đừng có quan tâm về tiếng động bên ngoài, mình đừng có quan tâm những cái việc mà mình đã lo bên ngoài xã hội. Hôm nay mình cùng cộng tu. Tu hành là nhận ra lỗi và sửa, nó đơn giản vậy thôi. Mình cùng cộng hưởng. Nếu mà một mình ngồi thiền, một mình ở nhà vẫn được, không có vấn đề. Nhưng mà từ trường cộng hưởng nó giống như câu chuyện là chiếc đũa và bó đũa. Một người cộng hưởng cùng nhiều người thì cái từ trường ở đây là từ trường lành, nó tăng trưởng lên rất là nhiều. Bắt đầu mời mọi người thiền nháp. Rồi chúng ta bắt đầu thả lỏng toàn thân. Mắt từ từ nhắm lại. Đầu tiên là cảm nhận hơi thở của mình. Hít vào biết mình hít vào. Thở ra biết mình thở ra. Cả
cảm nhận cơ thể, cảm nhận tim, cảm nhận tai, cảm nhận chân, thả lỏng toàn thân. Chúng ta chuẩn bị xả thiền. Hãy hít thở ba hơi thật sâu. Hít vào thật sâu. Thở ra hết hơi. Nghĩ về một điều thật vui, một niềm vui an lạc. Từ từ mở mắt ra. Mình dùng phương pháp thiền. Mỗi ngày mình tắm là rửa thân, ăn là nuôi thân. Mình dùng phương pháp thiền là để mình dưỡng tâm và nuôi tâm. Việc hành thiền không thể kiếm tiền, nhưng mà việc hành thiền có thể nuôi dưỡng tâm của mình. Cái Toàn dùng phương pháp thiền đã tẩy rửa, đã làm cho mình giảm đi đau khổ và phiền não. Nó chuyển đau khổ phiền não nó vẫn ở đó. Tất cả những đau khổ trong cuộc sống mình không thể cắt đứt, mình chỉ có thể chuyển nó từ cái này qua cái kia. Thì khi mà mình thường xuyên mình làm lành, mình nghĩ lành, mình sống lành, thì tự nhiên đưa mình đến những người cùng tần số với mình. Thế thì trong nhiều năm đó và hiện tại, cái từ trường tốt lành đó đã đưa Khải Toàn đến gặp chị Jamie. Và cái nhóm của mình là nhóm Gác thì đã ủng hộ, đã trợ duyên về cái buổi thiền, về cái nơi thiền này. Thế thì trong cuộc sống, ví dụ người nhà của mình ở đây có một người nhà đang bệnh già, là bệnh thân, thì dùng hết đủ mọi phương pháp thuốc men rồi thì không thể nào mà thay đổi được. Tại vì vô thường là có sinh là có diệt, có thân là có bệnh, có sáng có tối, có ngày có đêm, luôn có sự đối đãi. Thế thì khi mà mình dành hết sức lực để mình chữa bệnh thì đôi khi mình bất lực. Thế thì cái muốn vượt qua được cái sự bất lực, cái sự buồn phiền đó, thì mình phải có cái phương pháp. Ví dụ ở đây là mình hiểu được cái lý lẽ. Khi mà tâm của mình nó vững rồi, thiền là một cái phương pháp giúp tâm của mình nó tỉnh lại, nó nhẹ nhàng lại. Thì khi tâm mình nhẹ nhàng lại thì mình mới nhìn rõ được lẽ thật của cuộc sống. Còn bình thường kêu mình thông cảm, kêu mình đừng nóng giận thì mình rất là khó. Thì thiền nó quan trọng như là nước, nhưng mà không phải là tất cả. Vẫn cần mỗi người tưới nhuần mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Thì cái phương pháp thiền của buổi 2 là mình cảm nhận cái cơ thể của mình. Thông thường chẳng bao giờ mình cảm nhận hết. Mình làm cái gì cũng gấp gáp, mình ăn gấp gáp, mình đi gấp gáp, mình ngủ cũng gấp gáp. Thế thì ngay cái thời khắc mà mình ngồi thiền thì mình mới cảm nhận rõ. Đôi khi mình làm mệt quá mà cơ thể của mình nó chịu không nổi, mà mình cũng gán, nó gán cho tí nữa đi cho xong việc. Thì cái gán của mình là giống như một vợ sợi dây thun, một cái lò xo mà mình kéo quá mức. Thì cơ thể của mình nó mệt là nó có những cái biểu hiện. Ví dụ như mình đau một cái chỗ nào thì do cái khí huyết cái chỗ đó nó không lưu thông, nó có vấn đề. Thì mình phải dùng thiền, mình xoa dịu nó, mình nghĩ tưởng về nó. Thế thì ở đây thì vạn vật trong cuộc sống là từ năng lượng. Người nhà mình bệnh, mình rót một ly nước, mình chú nguyện cái điều lành vào cái ly nước đó, thì ly nước đó nó có năng lượng lành. Và mình đem lên cho cái người bệnh của mình kèm theo những cái lời khuyến thị, những cái lời yêu thương, thì cộng hưởng ly nước là một, và
cái lời của mình là một hai cái nguồn năng lượng đó giúp cho người nhà có được một cái trạng thái tốt hơn rất là nhiều, đó là năng lượng. Còn bình thường mình bệnh là thân mình nó nhược thì tâm mình nó dễ nhược theo, thân bệnh thì tìm bác sĩ, oan gia trái chủ thì mình thỏa hiệp, còn bệnh nghiệp là mình phải biết sám hối. Nó tùy căn bệnh, thì bác ở nhà bác bị bệnh lớn tuổi là thân bệnh, nhưng mà những người già mình nói bây giờ mình đi, bình thường mình bệnh một cơn mình mau muốn mau khỏe để mình tiếp tục làm việc, tiếp tục trả nợ. Khi mà mình già thì mình thường xuyên mình mệt mỏi, thì bây giờ nếu mà bây giờ mà mình bệnh á, mình nghĩ là nếu sau này về già là mình cứ như vậy mãi thì ai cứu mình? Không ai có thể cứu, không ai có thể giết thọ mình, thì mình phải tìm một cái niềm tin để mình tựa vào. Ví dụ người theo tịnh độ thì họ tin vào Đức Phật A Di Đà sẽ đón tiếp họ, sẽ giết thọ họ, thì mình phải có một cái niềm tin đó. Thì người càng lớn tuổi, nếu mà bây giờ mình chuẩn bị buổi thiền này là sẽ sắp xếp chuẩn bị, thì đến giờ mình cứ đi, mình biết là mình đi đâu, con đường ở đây là địa chỉ, chiếc xe là phương tiện, mình có phương tiện, mình biết con đường, mình cứ thế mình đi. Còn đến lúc về già mà mình không biết mình đi đâu thì có thể là mình bị đi lạc. Có những người mới nói ở đây tôi thấy có vong linh, đằng kia tôi thấy, có những người là họ không đi được. Một là họ chấp vào cái nhà tôi, tài sản tôi, con cái tôi, chấp không chịu bỏ, không chịu đi. Hai là họ không biết đường đi. Ba là họ đang chờ, chưa có cơ hội để đi. Có nhiều lý do. Nhưng mà ở đây là mình càng lớn tuổi, mình càng sợ mình mất. Mình là những người vừa từ trung trẻ đến những cái người lớn tuổi thì mình phải có cái sự chuẩn bị. Áo này là áo tạm, thân này là thân tạm, quán này là quán tạm, nhà mình ở cũng là nhà tạm. Nhưng mà nói tạm không phải là mình thí nó, mình vẫn dưỡng cho nó. Nếu mà mình dưỡng thân khỏe thì mình thân này mình làm được rất nhiều việc. Một ngày có 24 giờ, 8 giờ ngủ, còn 16 giờ, nếu mà trong 16 giờ đó mà sáng sớm mình dậy mình vô phòng gym mình tập hết 3-4 tiếng đồng hồ là mình hết sức. Thì mình phải biết dưỡng sức và kiệm sức, sức lực, trí tuệ và phước mình phải biết dưỡng và mình phải biết kiệm, thì mình có thể xài được đúng việc và xài được bền lâu. Thì đây, bản thân mình bệnh, người nhà mình bệnh thì mình phải, tâm của mình phải vững. Tâm mình vững thì mình mới khuyến thiện họ, mình mới dùng cái năng lượng, dùng cái tư duy. Tu thiền là tư duy tu, chỉ nó đơn giản như vậy. Thì đó là tất cả năng lượng. Thì bây giờ một cái người mà uống thuốc, họ tin vào thuốc và họ tin vào bác sĩ giúp họ hết bệnh, chứ không phải là liều thuốc đó giúp họ hết bệnh. Có những phương thuốc là không cần dùng thuốc vẫn có thể trị được bệnh. Thuốc Tây đưa vào cơ thể là ép cái con virus đó. Về thuốc Bắc, về Đông Y thì đưa liều thuốc vào cơ thể để hóa giải. Mình ở đây mình dùng năng lượng, mình dùng lời nói, mình dùng cái từ trường lành. Ví dụ là cái nơi có cái không khí trong lành là nơi có từ trường tốt. Mình dùng cái năng lượng thì cái năng lượng nó tác động đến cái tư duy của họ. Thì đa phần là ví dụ mình đau bao tử là do tâm lý của mình nó tác động, mình hồi hộp là tim của mình nó đập là cũng do tâm lý của mình nó tác động. Thì bây giờ cái tư duy mà mình khuyến thiện, mình nói lời lành với người thân, người bệnh của mình là một phương pháp trị bệnh. Chăm cứu cũng là một phương pháp, âm thanh cũng là một phương pháp. Có rất nhiều phương pháp trị bệnh chứ không phải nhất thiết phải uống thuốc. Quay trở lại là mình phải hiểu lý và mình phải thực hành. Như Thái Toàn nói là nhờ bên nhóm gác của mình trợ duyên cái buổi này. Nhưng mà Toàn cũng rất mong muốn trong khoảng 3 tháng Toàn đến đây Toàn hướng dẫn mọi người thiền, tìm ra được vài vị mở lòng cùng học và sau này là người dẫn thiền. Để thành người dẫn thiền thì đầu tiên mình phải hiểu lý, hiểu lý và thực hành. Để hiểu lý thì mình phải đọc sách thánh hiền, đọc kinh, nghe giảng kinh. Mình liên tục một ngày, bản thân Thái Toàn phải dành khoảng 2 đến 6 tiếng đồng hồ nghe giảng kinh và viết bài.
mình chỉ có thể toàn không trí nhớ không tốt nên mình phải dành nhiều thời gian. Thì từ một cái người là đau khổ, từ một cái người dễ nóng nảy, dễ bực dọc, thì mình phải chuyển, mình phải đổi cái không tốt đó dần 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 bỏ đi. Một người bình thường mình muốn thay đổi cái tư duy, cái cơ thể, cái sức khỏe của mình mất từ 3 đến 5 năm. Và mục đích cuối cùng của mình phải có cái con đường rõ ràng. Thì cái buổi thiền hôm nay mình chỉ cần cảm nhận cơ thể của mình, đói thì ăn, mệt thì ngủ, làm cảm thấy không nổi nữa thì thôi không làm nữa. Mình phải chiều theo nó đã chiều theo mình biết bao lâu rồi, thì đôi khi mình phải chiều cho nó. Buồn ngủ thì cứ đi ngủ, lái xe mà buồn ngủ thì dễ gặp tai nạn. Thì hôm nay, cái buổi hôm nay là mình chỉ cần cảm nhận cái cơ thể của mình, lục phủ ngũ tạng của mình. Thì cái tuần đầu, anh chị cô chú tuần đầu mình theo dõi hơi thở, mới ngồi thiền mà theo dõi hơi thở rất là khó, chắc chắn là không ai ngồi thiền được. Thế thì Khả Đàn 4 buổi đưa ra 4 phương pháp thiền, cái mục đích cuối cùng là tự mỗi người tìm ra được cái phương pháp nào phù hợp với bản thân. Buổi nào không quan trọng, buổi nào mình có thể là mình rảnh rồi mình tiện, buổi nào mà đừng quá ồn ào. Thì 4 buổi là 4 phương pháp, 4 phương pháp khác nhau, và phương pháp của ngày thứ tư, buổi thứ tư là phương pháp dễ nhất đối với người mới tập. Thì bây giờ mỗi ngày anh chị cứ cần bỏ ra khoảng 10 phút dành cho mình, tự thưởng cho mình 10 phút ngồi thiền là tự thưởng cho mình an lạc. Nói về lạc, an là an tâm, an yên, an ổn, lạc là không khổ. Mình nghĩ lại coi, mình đến với cuộc đời, cuộc sống này 9 phần khổ, 1 phần vui. Một ngày ăn 3 bữa, ăn thiếu 1 bữa là khổ, ăn đủ 1 bữa là lạc. Có nghĩa là mình sống trong cái mình chuẩn bị một bữa cơm, mình đi chợ nấu nướng hay rau 3 4 tiếng đồng hồ, ăn trong vòng 15 20 phút. Thế thì cuộc đời này nếu mà mình không khéo á, thì mình không còn được một phần lạc, một phần vui đó nữa. Trong thiền không gọi là hạnh phúc sung sướng, không gọi như vậy, gọi là an lạc hoặc là tự tại, là một cái niềm vui nó nhẹ nhàng. Cái gì nó càng lạc thì nó càng bền lâu. Mối quan hệ xung quanh của mình cũng vậy, nếu mà mình quá quá hào hứng, quá nhiệt thành thì mối quan hệ đó dễ bị lung lay, dễ giận hờn. Nên cái gì nó cũng phải vừa phải, ở mức độ vừa phải. Thì mục đích của mình cảm nhận cơ thể để mình cảm nhận được cơ thể của mình nó mong muốn cái gì, nó đang bị tổn thương cái gì, để mình chiều theo. Chiều theo hay, một là mình nghỉ ngơi hợp lý, mình ăn uống hợp lý, thì dần dần cơ thể của mình nó đào thải bớt, nó khỏe rồi. Cộng với cái tâm, tâm là thân, tuy hai mà một. Mình nó có người là duy vật hay duy tâm, thân thể hay tâm hồn, tuy hai mà một, tuy một mà hai, không thể tách rời. Nên mình vừa phải dưỡng thân, vừa phải dưỡng tâm. Nên không thể nào nói là ngồi thiền là khỏe hết. Ngồi thiền là một cái phương pháp cho tư duy của mình sáng lên, bớt giận hờn, bớt nóng nảy, bớt cáu gắt. Mình thấy mọi việc nó nhẹ nhàng, mình không phải sân giận. Thế thì đó là phương pháp về thiền mang lại rất là nhiều lợi ích. Nhưng mà ngược lại, mình phải dưỡng thân của mình, dưỡng thân qua ăn uống, qua nghỉ ngơi, qua dưỡng sinh, qua tập thể dục. Thì tâm và thân nó phải là đồng bộ nhau. Càng lớn tuổi càng dễ không khỏe, bệnh của mình trị lâu hết hơn. Thì nếu mà mình tích tụ bao nhiêu thói hư tật xấu trong bao nhiêu lâu thì cơ thể của mình nó dễ có tổn thương hơn. Thì thiền tuy là quan trọng nhưng mà mình phải cần dưỡng thêm dưỡng sinh cho cơ thể của mình nữa. Thì sau vài phút ngồi thiền về cảm nhận hơi cơ thể thì các anh chị thấy sao ạ? Trong những buổi thiền này rất là cần anh chị mở lời,
hỏi để có một cái sự tương tác, chứ nói một hồi Khải Toàn không biết nói cái gì. Dạ em mời. Tôi sáng vừa đứng hơi thở. Dạ phương pháp quán hơi thở. Làm sao để biết được là mình đã quán? À, mình theo dõi hơi thở. Hơi thở nó từ đầu mũi thì nó đi xuống lồng ngực, đi xuống bụng, à phổi, nó nằm ngay vòng vòng đây. Là mình hít vào, mình biết mình hít vào. Lúc mình thở ra thì hơi thở của mình nó đi theo ra, mình cứ đi theo nó ra và vào, chỉ là như vậy. À, không biết là câu hỏi của chị mình có thể tham khảo Dạ quán tưởng, à, hơi thở nó là hơi thở, hơi thở là cảm nhận được, không quán tưởng. không? Quán Chị mình có thể mình dạ mời chị. Dạ cảm nhận chị cứ chứ chia sẻ đi, mình đang cùng chia sẻ với nhau. Thoải mái dễ chịu. Dạ thế thì hồi nãy không không nhớ 5-10 phút gì đó, một buổi mình chỉ cần khoảng ban đầu nha, khoảng 10 phút tùy người. Có người vô ngồi là xả hết xung quanh ra không quan tâm, có người nhanh lắm, mà có người ngồi cả nửa tiếng, 1 tiếng đồng hồ đó, cũng suy nghĩ lung tung. Ví dụ nãy có cái tiếng rau bánh giò xa lắm mình nghe rất là rõ, thì trong những cái buổi đó tùy người. Người mà đang lo lắng thì khó ngồi thiền hơn, người mà đang vui vẻ hạnh phúc cũng khó hơn. Cái gì quá là mất cân bằng. Mình đang ở muốn giữ ở cái trạng thái trung trong cuộc sống, đạo trung dung. Phải toàn dùng đạo trung dung có nghĩa là mình không nên dành hết tâm tư tình cảm vào một đối tượng, mình nên giữ cân bằng. Cuộc đời là một sàn diễn, mình đóng rất là nhiều vai, vai cha, vai chồng, vai vợ, vai con, vai người lập nghiệp, vai hàng xóm, vai đồng nghiệp, tất cả rất là nhiều vai. Nếu mà mình nói là tôi sẽ là người cha, người mẹ tốt nhất, mình dành hết tâm tư tình cảm vào một đối tượng thì những cái vai diễn kia nó sẽ bị gãy bỏ. Ví dụ nó là nếu mà con của mình không thuận theo ý của mình thì mình dễ thất vọng. Tất cả những thất vọng là do mình dành hết tâm tư tình cảm vào. Vấn đề ở đây là trung dung, là mình cân bằng giữa mọi việc. Khi mà mình chưa chưa thành Bồ Tát thì mình dành một nửa tâm tư tình cảm tiền bạc cho một việc, một đối tượng nào đó thôi, để mình giữ lại một nửa cho mình. Còn nếu mà mình là Bồ Tát rồi thì mình dành hết tâm tư, mình không có mong cầu. Con người của mình là tâm của mình còn bị động, chưa có định được thiền định, chưa có định được, nên khi mà mình mong muốn người này tốt, người kia tốt là mình mong muốn theo ý của mình, mà khi họ không theo ý của mình thì mình giận. Thì vấn đề là ngồi thiền để cho tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó an tĩnh. Thì cái buổi hôm nay là cảm nhận rõ cái cơ thể của mình nó mong muốn, nó xáo trộn gì. Phải trong một tuần, một ngày 2 buổi, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, ngày 2 buổi mình cứ cảm nhận đi. Trong một tuần mình sẽ thấy rõ cái cơ thể của mình. Mỗi sáng uống, như tuần trước Khải Toàn chia sẻ, mỗi tháng mình uống một ly nước âm dương, nước để nguội pha với nước ấm, ra một ly nước âm dương tốt cho tỳ vị nó, và nó lọc cái bao tử của mình. Nước thì nên uống vừa đủ, ăn thì không nên ăn quá no, ăn những đồ khó tiêu. Thì trong một tuần chắc chắn rằng cơ thể của mình nó sẽ thay đổi rõ rệt. Anh chị nào chia sẻ thêm không ạ? Cảm nhận đau, cảm nhận đau rõ hơn. Dạ bình thường không sao chị, do phản ứng của mỗi người nhanh chậm thôi. Là mình cảm nhận chỗ đau nó đau hơn là đúng rồi đó.
là đúng theo 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 kinh nghiệm là mỗi người có một cái trạng thái cơ thể khác nhau, mà khi mình đau và mình cảm nhận cho nó đau là mình cảm nhận đúng rồi, thì mình cảm nhận xong mình phải xoa dịu nó, mình mang ly nước, mình mang ly thuốc, mình đưa vô con mình nói uống, mẹ bú mẹ uống cho mau hết đi, nó khác với mình vô mình nói nó là con uống đi cho mau hết bệnh. Thì cái tư tưởng tất cả từ tâm tưởng sinh, tâm người ta tưởng ra cái chuông này thì nó mới ra cái hình này, cái chuông này. Thì là một trong những phương pháp mà muốn đạt được một cái thành tựu lớn lao đối với thể là mỗi sáng mình phát nguyện, mình cảm ơn, mình nguyện cho tất cả mọi người. Mấy hôm nay theo lịch đến lớp thiền thì nguyện cho tất cả những ở đây mọi người được an lành, và mình mong muốn cái gì mình cứ nghĩ đến đó. Tại vì trong cuộc đời mỗi người có những cái phước, có người á là rất nhiều may mắn và có người á là rất khó được may mắn. Thì bản thân của Khải Toàn không dễ dàng được may mắn, nhưng mà từ khi mà mình hành thiền, mình làm thiện, mình nghĩ thiện, làm thiện, nói thiện và mình phát nguyện, mình cầu nguyện vào mỗi sáng thì tất cả những thành tựu đều đạt được, sớm hay muộn đều đạt được. Thì nó có hai cách lý giải. Một là mình tự thôi thúc mình nghĩ đến cái điều đó. Hai là mình cộng hưởng cái từ trường. Tại vì mình nghĩ ở đây là bên những cái người khác cùng cái tư tưởng của mình đã cùng kết nối với nhau. Mình bóc số, mình mở điện thoại, mình bấm số điện thoại đúng số thì bên kia mới reo. Mình nghĩ tưởng, mình niệm Phật thì tâm của mình kết nối với Phật. Thì một trong những cái phương pháp mà để đạt được đó, thì khả năng mỗi sáng mình ngồi dậy, mình đánh răng, rửa mặt, mình tập thể dục nhẹ nhàng xong, thì trên YouTube Toàn có cái bài 4 bước cầu nguyện. Thì mình cứ nghĩ tới, ban đầu là mình phải cảm ơn, biết ơn tất cả mọi người. Tại vì mình phải có cái lòng biết ơn, mình phải nguyện cho người ta, mình phải vì người ta. Người lợi là mình lợi, còn người tổn là mình hại. Phương pháp rất đơn giản. Thứ ba là mình mong muốn cái gì trong ngắn hạn, trong dài hạn, thì mình cứ nghĩ tới mỗi sáng liên tục trong nhiều năm. Thì không quan trọng là cái phương pháp cao siêu hay là thấp, mà quan trọng là mình thường xuyên mình dùng đó. Anh chị là chia sẻ thêm không ạ? Dạ em mời chị. Dạ, vài phút ngồi, chị ngồi thiền sao ạ? Bình thường chị có ngồi thiền không? Anh nhà cũng có tập, tại vì coi cái clip của cái kiến sư Võ Trọng Nghĩa đó. Dạ. Thì mình thấy nó là hạt. Dạ. Mà cũng khá bắt đầu từ đọc thiền rồi. Dạ. Dạ. Bình thường chị xem YouTube, chị xem nội dung gì ạ? À, bây giờ chúng ta cũng coi thiền, cũng coi thầy giảng pháp. Dạ. Và không có coi phim, chúng ta thấy gì. Dạ. Cũng là bao nhiêu đó thời gian, thay vì mình có phim tình cảm, có phim kiếm hiệp, thì mình tìm cái phương pháp lành hoặc là mình nghe thầy giảng. Thì nghe giảng pháp là một trong những phương pháp để mình hiểu rõ lý. Thì khả năng có một cái phương pháp rất là đơn giản là một bài kinh nghe mấy trăm, nghe cả ngàn lần, nghe đến khi nào mà mình thấu rõ từng câu từng lý ý trong đó. Mình không phải là bậc đại giác, có nghĩa là mình là hạ, cao lắm là trung. Một vấn đề mình cần nhiều thời gian để mình mới hiểu, thế thì mình phải cần lặp đi lặp lại nhiều lần. Thế thì thay vì mình nói là mình buồn quá, mình giải trí bằng coi phim, coi xong khóc luôn, giải trí gì buồn thêm, chơi game để giải trí, chơi xong cái quạo thêm, thì cũng bao nhiêu thời gian đó mình nên nghe giảng pháp là hiệu quả nhất. Nếu mà mình có gia đình thì mình vẫn thuận theo vợ con, thuận theo con cái, mình vẫn có thể là giải trí cùng mọi người, chứ mình không bắt họ là phải theo mình. Tại vì mỗi tư tưởng, mỗi độ tuổi khác nhau. Nhưng mà bây giờ ví dụ là
ba coi với con là bốn bộ phim, thì bây giờ ít nhất một tuần một tháng con phải dành với ba là nghe chung một bài kinh, hoặc là cùng chung ngồi chung một cái buổi thiền, mình có một cái sự chia sẻ. Thì sau một thời gian nghe pháp thì mình thiền cứu thiền rồi mình nghe mình hiểu ra nhiều, mình thương con mình hơn, mình biết lo lắng mọi người hơn, mình thấy tâm hồn mình cũng mở rộng hơn. Như ngày xưa ai làm thì mình hay hỏi tại sao, mà bây giờ càng ngày mình hiểu lý do tại sao mà ta không còn nghe mình phải cố gắng thay đổi lắm mình mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn. Tại sao người ta nghịch ý mình, tại sao người ta làm mình khổ, tại vì mình với họ mắc nợ với nhau. Thông thường á, người làm mình khổ là mình mắc nợ họ, còn nếu mà mình gán hỏi tại sao, mình gán tìm nguyên nhân, thì nguyên nhân nó không nằm ở trong vấn đề, mà nguyên nhân nó là ở bên ngoài. Đến khi nào mà mình thay đổi được bên trong của mình thì mọi vấn đề bên ngoài đó là mình không cần phải hỏi là tại sao nữa. Duyên, từ nhân đến duyên nó cần rất là nhiều điều kiện, đủ điều kiện thì duyên nó thành, mà cũng đủ điều kiện thì duyên nó mất. Thì vấn đề là chị đã dành nhiều thời gian mình nghe và mình thực hành, thì mình đã tự chuyển hóa, mình đã tự điều phục được cái phiền não, cái giận dữ của mình. Nhưng mà cũng khó, thời gian rất là lâu mình vẫn còn suy nghĩ hoài được không? Chị phải dùng cái phương pháp chuyển tâm. Như hôm bữa trước Khải Thành có nói là mình nghĩ về một cái vấn đề mà buồn, ví dụ là tụi chị thì buồn con nhiều hơn, không 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 thể nào mà thoát ra được, buồn con nhiều hơn. Mình buồn con là một đối tượng, nếu mà không có con mình không buồn. Thế thì bây giờ khi mà mình phiền não thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân gây phiền não. Nếu mà tìm ra được nguyên nhân mà mình chưa có được phương pháp để mình chưa thực hành được nó nữa, thì mình đổi cái đối tượng đó đi. Nếu mà ở đây là nó là ở nhà mình lo lắng, ở nhà con mình không biết có làm sao không, là đối tượng của mình đang là con. Nếu mà mình không có con ở nhà thì mình không có lo lắng. Bây giờ mình lo lắng về con thì mình chuyển cái đối tượng từ con sang một cái việc khác, thì mình không còn nhớ nghĩ đến con nữa. Do chuyển chuyển được cái gì mà chị cảm thấy là chị an lạc. Bây giờ chắc chắn ở tuổi Toàn là Toàn đã chuẩn bị rồi, có nghĩa là bây giờ đến khi mình nằm trên giường bệnh là đến lúc mình lâm chung, ai tiễn mình đi về đâu. Thì bây giờ chị đổi đối tượng con cái thành Phật A Di Đà chẳng hạn. Tại vì bây giờ nó là nếu mà mình ở đây mình giúp, chị có thể giúp con cái, giúp mẹ đang không khỏe, chị giúp về sức và giúp về lực, nhưng mà chị giúp được một người thôi. Nhưng mà chị về được bên kia rồi, chị giúp được rất là nhiều người. Mà thật ra nói trắng ra là mình là duyên nợ với nhau, là trong gia đình là duyên nợ chứ không phải gọi là giúp. Mình là trả. Thế thì bây giờ nó trả cũng được, giúp cũng được, nhưng mà trong khả năng và với cái sự vui vẻ, với cái sự an lạc của mình. Giờ chỉ có buồn, buồn thì sao, cái buồn này do đâu, vẫn là do bên trong. Tâm tôi nghĩ rằng tâm tôi đang rất là buồn, nhưng mà tôi không tìm thấy tâm của tôi tìm thấy cái buồn đó đó, cái buồn đó mang tên con cái, nhưng mà tôi không tìm được cái tâm tôi. Vấn đề là đối tượng, đối tượng này chỉ là đối tượng tạm thời, như nãy tôi nói là thân tạm, áo tạm, người tạm, nhà ở tạm, thì cái nỗi buồn của mình cũng là nỗi buồn tạm. Chị phải chuyển phương pháp, có thể là mình nghe giảng kinh nhiều hơn một tí nữa, mình ngồi thiền, mình siêng năng hơn một tí nữa, và mình tìm cái đối tượng, mình tìm được cái con đường, tìm được cái địa chỉ và cái phương tiện để mình đi về cái con đường đó. Tại vì sau khi mình đi
nghe pháp rồi thì suy nghĩ nó sẽ hướng mới của mình á. Mình nghĩ rằng cái nội dung này nó cũng không phải là có mỗi ngày mà nó cứ như vậy, nó sẽ thay đổi. Con mình hôm nay cứ đi về cứ mai nó khác, mình vui thì mình đừng quên cái buồn đi, mình để thấy hạnh phúc. Và ra cũng một cái gì mãi mãi mà nó giống như vậy hoài. Cảm ơn chị. Mời thầy cho em hỏi là dù trong thiền nó hay thì mình có thể đặt chung quan sát một cái quả này đâu đó thì mình có thể đặt chung vào một cái suy nghĩ được, ví dụ là ở đó mình gặp cái vấn đề gì đó thì khi mình thiền á thì mình có thể suy nghĩ được vấn đề đó trong quá trình thiền. Nghĩa là mình nào quán tưởng về một cái sự việc, thường là mình phải trải qua cái giai đoạn ban đầu, cái giai đoạn làm quen với thiền đi, làm quen với cái tư thế, làm quen với cái trạng thái thật ra ngồi thiền, chứ không phải là ngồi nhắm mắt gì là thiền. Mà trong cuộc sống hàng ngày mình hiểu rõ là mình chấp nhận và mình làm tròn cái công việc đó, mình giải trí, mình hoạt động vẫn là gọi là thiền. Thế thì như anh hỏi là mình quán về một cái sự việc, một cái vấn đề nào đó được, nhưng mà trong cái giai đoạn mới tập thiền đó mình quán như vậy á, mình khó có lối thoát, vẫn quán được nhưng mà do mình chưa quen. Vấn đề ở đây á, là mình phải kết hợp hay là mình phải nghe pháp thoại để mình hiểu được cái lý của cuộc sống. Quán thân vô thường, quán thọ là khổ, tất cả những cái gì mà mình quán thì mình phải hiểu được cái lý. Khi mà mình tìm ra được vấn đề rồi thì mình mới có cái phương pháp mình xử lý. Mà thường đó là cái buổi thứ ba đó là mình, cái buổi tuần sau á là mình quán tưởng cái hành vi trong hàng ngày của mình, và bao gồm những cái gì mà mình sai lầm, mình quán, mình nhìn nhận đó để mình sửa, chứ không phải mình tìm ra vấn đề. Nên cái vấn đề của mình vẫn là mình dùng cái phương pháp nào mà mình cảm thấy là mình an lạc nhẹ nhàng hơn, sử dụng trong cái buổi ngồi thiền đó nó dễ hơn, sử dụng trong cái đời sống hàng ngày. Bước chân ra cửa, ta giục bịch rác trước cửa. Nếu mà mình giận lên thì mình tự làm nhiễm trong đầu của mình lầm bầm trong miệng, là mình tự gây ý nghiệp, khẩu nghiệp. Và mình dùng dằn, mình dùng bịch rác ngược lại là hành động. Thế thì ba nghiệp của mình đều đều xấu ác với một cái hành động bịch rác đó. Thay vì mình nhẹ nhàng mình bỏ rác vô cùng của mình, thì để đạt được cái điều đó mình cần thời gian, thì nên những cái buổi sau, có nghĩa là sau 2, 3, 4 tháng gì cũng được, thì mình nên thường xuyên quán sát lại những cái sự việc đó, dần 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 nó nhẹ nhàng hơn. Ban đầu đó, nếu mà mình chưa quen với thiền mà mình quán những cái thất bại, những cái vấn đề trong cuộc sống á, thì mình dễ đi theo cái chiều hướng tiêu cực. Buổi thiền quán sát cơ thể để mình nhận biết cơ thể của mình như thế nào, và trong cuộc sống thì trong cuộc sống hàng ngày từ đây đến một tuần sau, các anh chị có thể là nhận biết ngoại cảnh. Mình cũng thiền luôn, mình không phải là ngồi nhắm mắt thiền thôi, nhưng mà mình thiền theo theo cái cuộc sống hàng ngày của mình, nhận biết ngoại cảnh. Sáng sớm thức dậy, đánh răng, rửa mặt, dắt xe đi làm, với tất cả những cái trạng thái từ tốn, mình cứ từ từ mình quan sát, mình nhận biết, để đó không phán xét gì hết, thì đó là một cái cách để nhận biết ngoại cảnh. Thì thông thường mình gặp một cái người mà mình cảm thấy là mình thích, bình thường mình không có điều tiết được cảm xúc thì mình rất là vui. Mình gặp một cái người mà mình cảm thấy không ưa thì mình bối rối, hoặc là mình thấy họ thấy ghét, thì nếu là bình thường. Còn bây giờ mình quan sát, mình nhận biết ngoại cảnh, mình vẫn gặp đối tượng đó, nhưng mà cái tâm lý và cái nó không có bộc lộ ra bên ngoài, nó nhẹ nhàng hơn. Trong cuộc sống ăn cơm, bình thường mình ăn cơm với cái gì? Mình ăn cơm với cái điện thoại,
mình ăn cơm với tivi, ăn cơm với tờ báo, thì bây giờ mình ăn cơm với ăn cơm. Ăn cơm khi ăn cơm là ăn cơm là chỉ tập trung vô ăn cơm thôi. Bây giờ 10 gia đình giỏi lắm chắc còn có được khoảng 3-4 gia đình là ăn cơm là không thiết bị di động. Còn lại là ai ăn cơm cũng lo cái này lo cái kia. Mình rời xa cái điện thoại ra một tí xíu, không chết chóc gì cả, mà do cái tập khí, cái thói quen. Tập nhiều lần thành thói quen, gọi là nghiệp. Tác nghiệp, tốt nghiệp, lập nghiệp, đồng nghiệp, thất nghiệp. Hành động thói quen tạo tác thì gọi là nghiệp. Nghiệp bao gồm nghiệp tốt và nghiệp không tốt. Thì khi mà mình ăn cơm mà mình lo nghĩ quá nhiều, hoặc là mình quá coi vào cái điện thoại, thì đó không phải là ăn cơm nữa. Đó, thì cái buổi hôm nay nhận biết cơ thể, mình phải dành thời gian để mình hành thiền, để mình quan sát cái cơ thể của mình, mình nhận biết cơ thể của mình. Và bình thường mình cứ làm việc nó nhẹ nhàng lại, mình vẫn làm trong cái sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà chậm lại một tí xíu để mình nhận biết được xung quanh của mình. Mình nhận biết những người thân xung quanh của mình như thế nào. Ví dụ về nhà mình có ba, có mẹ, có vợ, có con, thì mình nhận biết coi cái hành động, cái thói quen của họ như thế nào, cái tâm trạng của họ như thế nào. Và thậm chí mình khen họ một câu, mình hỏi thăm họ một câu thôi cũng rất là khác. Đó là phương pháp tạo ra từ trường lành. Phong thủy không có một cái gì gọi là nó phải nói là nó trừu tượng hay cao siêu. Mình cứ nghĩ là người ta hỏi là thay đổi phong thủy tốt là cái này cái kia, thì mình cứ nghĩ là cái môi trường của mình có cái không khí trong lành, và cái hành vi, tâm tánh, lời nói, hành động của mình nó lành, nó tạo ra cái năng lượng lành. Nếu mà trong một tuần này mình thay đổi được cái nhận biết cơ thể và nhận biết ngoại cảnh, thì chắc chắn một điều rằng mình sẽ tự đem đến cái niềm vui nhẹ nhàng. Niềm vui nhẹ nhàng nó gọi là an lạc, tự tại, là tự mình vui trong thời điểm hiện tại. An lạc tự tại là cảnh giới của những người mà tập thiền. Có thể là có người sớm vài tháng, có người thì mất vài năm. Dạ, có anh chị nào muốn chia sẻ thêm không ạ? Đầu tiên là mình quán cái nơi mà mình đau, thì mình phải nghĩ đến là phải tìm bác sĩ. Phải đi tìm bác sĩ trước, có thể là Tây y, có thể là Đông y, tìm coi bệnh này có phải là bệnh về thân hay không. Bệnh về thân, có những người là bệnh về thân, có những người là mình nói là như thầy Tịnh Thông giảng là mình nổi khối u, nổi một cục, nó là oan gia trái chủ rồi, không phải là thân nữa. Oan gia trái chủ thì có nhiều loại, có loại trực tiếp, có loại gián tiếp, nên mình phải luôn giữ khẩu, giữ thân, giữ ý của mình luôn thanh tịnh. Mình nói thẳng một người là mình gây oán với một người, nhưng mà đôi khi mình nói khơi khơi là mình gây oán với những người mà có cùng cái tư tưởng. Mình nói ví dụ là không thích ai khoe con cái, mình nói lên Facebook chẳng hạn, thì những người mà hay khoe con cái, họ tự nhiên cái họ không thích cái lời nói của mình. Mình đến một cái nơi nào đó hay mình nói một cái tư tưởng nó không tốt, thì có những cái từ trường không lành ở đó, họ cũng có thể oán mình. Đó là oán gia trái chủ. Mà nếu mà mình bị một cái cục oán, một cái ung thư, một cái mục gì đó, là mình có oán gia trái chủ, thì mình có mổ đi chăng nữa cũng lòi lên cục khác. Thì mình phải đi đến bác sĩ là đầu tiên. Thân bệnh, tìm coi có phải là thân bệnh hay không. Nếu mà thân bệnh thì mình dùng thuốc thang. Còn bình thường tự nhiên đau cái chỗ nào đó thì mình vẫn có thể quán tưởng theo cái phương pháp đó. Mình cứ tư tưởng, mình cứ xoa dịu chỗ đó, dùng tư tưởng xoa dịu. Còn nếu mà mình theo dõi hơi thở thì tâm của mình nó thanh tịnh, cũng là một phương pháp, nhưng mà nên đi thẳng vào cái nơi đau đó. Vẫn là phương pháp và cách dùng như thế nào, mỗi người không như nhau, khẩu vị mỗi người không như nhau. Mình dùng cách này không được thì mình dùng cách khác, vẫn là phương pháp và phù hợp với mỗi người hay không.
nên không thể nói một phương pháp cho tất cả là không được. Mình chỉ hiểu thôi, đơn giản là thiền là một cái phương pháp giúp tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó an tĩnh. Đôi khi mình chú tâm vào chỗ đó là đôi khi mình không nghĩ tưởng đến nó nữa. Có một cái bài giảng của một thầy là nói là pháp luân công là luyện cho cơ thể có được một cái khí công, một cái nội công ngay một cái vùng đó, có một cái khối u. Tự nhiên người bình thường mình mọc lên khối u là bất thường. Thế thì bây giờ là do tư tưởng, do vận khí và do tư tưởng ha, lâu ngày thì nó sẽ lên một cái cục nguyên ngực, cái bụng gì đó, đó cũng là do tâm tưởng thì nó nổi lên. Nhưng mà mình đổi đối tượng đi, giống như khổ thôi, lâu nay mình khổ người con mình, giờ mình đổi đối tượng con cái ha, mình tập trung vô công việc, mình chuyển vào công việc thì mình không còn ấy đến con nữa. Thì cái vị sư đó nói là chuyển đi, chuyển cái cục đó qua niệm Phật, sau một thời gian sẽ hết. Muốn biết gia đạo của mình có vui vẻ, có sinh khí hay không, hãy nhìn vào buổi cơm của gia đình. Bếp thường xuyên nấu nước, ăn mình cũng được, mình thường xuyên mình ăn cơm trong chân, tâm trạng nó nhẹ nhàng. Hoặc là nhà nhiều người thì ăn có nói chuyện, có vui vẻ, thì đó là một cái gia đình đang hạnh phúc. Còn một gia đình không phân biệt nghèo khó hay là giàu có, mà thiếu đi bữa cơm, thiếu đi bữa cơm cùng ăn chung á, thì cái nhà đó rất là thiếu sinh khí. Tại vì một ngôi nhà có sinh khí là người ở không là một việc, mà còn lại là cảm thông, chia sẻ, tiếng cười. Nhà có con nít và nhà có động vật thì ngôi nhà đó nó dễ thêm sinh khí hơn. Làm việc thiền, ăn cơm thiền là ăn cơm, là tập trung nhân cơm. Làm việc thiền là tập trung vô công việc, chứ không phải là mới làm được 3 phút thì thông báo của Facebook, thông báo của YouTube, thông báo của TikTok là mất tập trung. Khi mà mình nhận biết được cơ thể, mình nhận biết được ngoại cảnh rồi thì mình sẽ dễ nhận biết buồn vui, thương ghét muốn của bản thân mình. Buồn vui thương ghét muốn này có cái đúng và có cái do mình bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Nhu cầu và mong cầu là khác nhau. Ví dụ là mình mua một phần thức ăn ngon về cho con mình muốn nó ăn để nó bổ, rồi nó không ăn, nó đi đổ thùng rác, thế thì mình giận. Thế thì vấn đề này xảy ra là mình sai hay con mình sai? Chị chưa có con à? Nên thành ví dụ thôi, mình mua một món đồ ăn ngon về cho một người thân thương của mình, cái này bổ, cái này quý lắm, con ăn đi, nó ăn đi tròn, nó đi đổ. Thế thì theo cái mình giận hết sức, mình giận luôn, công lao mình đi mua, mình bỏ tiền ra mình mua, và bây giờ nó làm cái gì đó. Nếu mà sự việc này xảy ra do mình hay do nó? Dạ, do mình chiều cái tôi của mình, cái tôi bản ngã, gọi bản ngã cũng được, gọi cái tôi cũng được. Bài sau đi, bài sau thầy giải thích về cái ngã đó. Thì bây giờ đó là nó đâu kêu, nó đâu bắt mình mua, mình tự cho nó ăn, mình tự cho nó đồ, mình tự cho nó hết, cái nó không theo ý của mình, cái mình giận là cho mình. Để mình chiều cái ngã của mình nên mình bắt nó làm như vậy. Thì nếu mà không có đứa con đó, mình cũng tìm đối tượng khác, mình áp đặt y chang như vậy. Vấn đề là không phải ở bên ngoài, mà vấn đề là ở bên trong. Nên khi đó mình có công phu thiền định thì mình hiểu được buồn vui thương ghét muốn của mình nó ở trạng thái nào, cái nào đúng và cái nào chưa, mình cần phải sửa. Trong công cuộc tu hành thì không thể nào bỏ qua cái bước sám hối, là mình cảm thấy sai, mình sám hối với cái điều đó. Ông trời không xuống tay với người biết sám hối, cha mẹ không bao giờ cắt đứt hay là răng đánh khi con cái biết quay về.
Ý con nghĩa này là khi mà mình biết sám hối thì mọi tội nghiệp của mình bị được tiêu trừ. Cho dù trước đây mình làm lỗi cỡ nào đi chăng nữa, mà bây giờ mà mình biết thành tâm sám hối thì mọi tội nghiệp của mình được xóa tan. Ý của câu này chính xác là từ đó về sau mình không thêm tội mới nữa. Còn những gì mình làm trước kia thì sau này mình vẫn phải trả. Mình đã tạo nhân rồi thì sau này nó sẽ thành quả là những gì tội lỗi trước đây sau này mình phải trả. Nhưng mà khi mà mình biết sám hối là mình không tạo thêm nhân nữa. Đó, thì trong cái công cuộc mà mình thay đổi chính mình là mình phải biết sai, nhận sai và sửa. Cứ như thế dần dần mình mới là người tiến đi lên. Sau một thời gian thì mình nhận biết được mình không có còn quá dễ giận dữ, bực dọc với người bên cạnh nữa. Giận dữ, bực dọc lâu ngày thì sinh ra phiền não. Phiền não lâu ngày sẽ sinh ra nghiệp. Nó cứ đi vòng vòng như vậy. Thì mình... bình thường mình giận là mình không biết mình giận. Do cái ngã của mình cao, cái tôi của mình cao, nó là tôi muốn. Là cái tôi bên trong của mình là cái mà mình cho là của mình. Nhưng mà thật ra nó không phải là của mình. Có nhiều người than rằng là không có thời gian để ngồi thiền. Ai cũng có thời gian cả. Người nghèo khó nhất cho đến những người có chức vị cao, ai cũng có thời gian. Không phải ngồi xuống nhắm mắt mới là ngồi thiền. Trong cái quyển sách Bước Đầu Học Phật á, của Hòa Thượng Thích Thanh Từ á, có giảng giải là nếu mà nói về bận á, không ai bận như Thái Tử, như là Đức Phật khi còn Thái Tử, và không ai bận hơn vua Trần Thánh Tông, là có vị vua mà tu tập thành đạo. Thế thì mình nói là bận thì không ai bận bằng những người đó, mà rảnh thì cũng không ai rảnh bằng những người mà thích ngủ nguyên ngày. Quan trọng ở đây là mình tìm được cái lý do để mình thực hành cái phương pháp nào giúp cho mình. Mục đích cuối cùng, mình nói đi nói lại, mình muốn tìm một cái con đường, tìm một cái địa chỉ, phương tiện mình đi trên cái con đường để mình đến một cái điểm đích nào đó. Thì mỗi người có từng cái giai đoạn. Giai đoạn này, nếu mà các vị mới tập thiền thì giai đoạn này mình đặt cái kỳ vọng của mình, mục tiêu của mình là giúp cho tâm của mình nó nhẹ nhàng, giúp cho ăn ngon ngủ ngon, khí huyết lưu thông, gương mặt của mình hồng hào hơn. Thì giai đoạn ban đầu chỉ là như vậy. Thì cái giai đoạn ban đầu nó rất khó, nhưng mà mình vượt qua được 3 đến 6 tháng là mình rất dễ đạt được thành công. Giống như cây tre mất 3 năm lên và đốt, nhưng mà lên được rồi thì lên rất là vững và cao. Thì mình trong những cái người mà mới tập thiền thì cái giai đoạn khó nhất là trong 3 đến 6 tháng đầu. Mình tập mỗi ngày, mình tập cách ngày cũng được, nhưng mà tốt nhất là mỗi ngày, không nhất thiết phải nửa tiếng, một tiếng, mà ít nhất là 5, 10, 15, 20 phút đều được. Dần dần sẽ thành cái thói quen. Có người chia sẻ là ngồi thiền sau một thời gian thì tìm lại chính mình. Tìm lại mình ở đây, mình tìm lại đi đâu? Tìm lại chính mình là mình biết là mình mong muốn, khát khao điều gì trong cuộc sống. Bây giờ các anh chị, các bác đây thử tự hỏi, mình đến với thế gian này vì điều gì? Vì giúp người, vì trả nợ cho con cái, vì trả nợ cho thiên hạ? Mình tự tìm cái câu trả lời, mình đến với thế gian này vì điều gì? Thì ngồi thiền là một cái phương pháp giúp mình tìm lại chính mình. Nhất coi mình, coi mình có những cái hoài bão mong muốn, mình có đi đúng cái con đường đó không, và có phù hợp với mình hay không. Ví dụ là có người rất là giỏi văn, dở toán, mà họ muốn làm kinh doanh về tính toán, đó là không phù hợp với cái khả năng của họ. Thì khi mà mình ngồi thiền, mình cứ cảm nhận từ từ cái
cái cơ thể, cái tâm trạng, cái những vấn đề của mình. Dần dần mình sẽ tìm ra cái câu hỏi là cái hoài bão, cái mục đích và cái sứ mệnh trong cuộc đời của mình là cái gì. Còn nếu mà mình nói là mình không tìm được thì chắc chắn mình đến với thế gian này để trả nợ. Cả đoàn rất là mong muốn trong sắp tới có những người thường xuyên ngồi thiền và mình có thể học thêm, mình đọc sách để cả đoàn sẽ hết lòng để hướng dẫn, để mình sau này trở thành một người dẫn thiền, người hướng dẫn thiền. Mình giúp cho mình thành tựu mình và mình giúp cho rất nhiều người khác có được một cái đời sống tinh thần an lạc. Thì cái quyển sách học quán sách, khai mở thiền tâm, các vị có thể là lên tìm nhà sách để đọc. Đây là một cái quyển sách rất là hay, nói về những câu chuyện về thiền. Chứ bây giờ mình ra nhà sách mình không tìm được một cái quyển sách nào mà dạy thiền đâu, thì không có gì để dạy và không thể nói được, diễn tả được bằng ngôn ngữ. Thì đây là một cái quyển sách khai mở thiền tâm, là một cái quyển sách nói về những câu chuyện thiền, giúp cho tâm trí của mình rộng mở hơn. Một lần nữa cảm ơn các cô chú anh chị đã dự nhóm thiền của mình thứ tư hôm nay, buổi 2, và cảm ơn cả nhà. Dạ, em xin kết thúc ạ. Dạ. Dạ. Chị cất công từ xa đến. Dạ. Dạ. Sau cái thời gian chị cất công xa đến, chị bỏ ra vài tiếng, hôm nay có xứng đáng không ạ? Dạ. Mình hẹn thứ tư tuần sau. Có gì để Tàng làm thêm mấy cái video ngắn hướng dẫn lại bốn cái buổi thiền của mình, gửi cho mọi người tham khảo thêm. Còn mọi người có muốn góp ý hay hỏi gì đó, nếu mà ngài hỏi thì ngài hỏi những cái vấn đề về thiền, vấn đề về phiền não cuộc sống gì, cứ nhắn tin để Tàng mở lòng trả lời. Còn lại thì có vấn đề chung gì mình cứ hỏi trong cái nhóm, hoặc là mình khuyến thiện mọi người thân của mình tự ngồi thiền, coi video thiền hoặc là đến dự thiền sao cũng được. Nói chung là mình khuyến thiện cho người thân xung quanh mình làm việc lành, nhưng mà dù việc lành, việc dữ, việc gì đi chăng nữa, nhắc không quá 3 lần. Mình nói quá 3 lần mình sẽ thành oan gia của họ. Mình biết cái này tốt á, kêu họ ăn đi, kêu họ dùng đi, nhưng mà đừng quá 3 lần. Cảm ơn cả nhà.